Gác lại hết những công việc hàng ngày, ngay từ rất sớm, bà con nhân dân bản Tân Lập, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ đã cùng tập trung lại để theo dõi trực tiếp lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù chưa được gặp, nhưng những người dân nơi biên cương của Tổ quốc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và mãi nhớ đến hình ảnh giản dị, gần gũi, luôn hết lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân của đồng chí Tổng Bí thư. Khi Tổng Bí thư ra đi, chúng tôi vô cùng thương tiếc, tưởng nhớ với bác. Tổng Bí thư là một người rất là máu mực, đưa những chế độ chính sách về cho Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là nhân dân chúng tôi. Và chúng tôi rất thương tiếc cho nên mới kéo nhau về đây từ rất sớm để xem trực tiếp về cái lễ tang của bác. Trong ngày hôm nay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cũng tập trung theo dõi lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sóng truyền hình trực tiếp. Một con người mẫu mực, bình dị và liêm chính đã đi xa, nhưng nhân cách, lý tưởng cao đẹp của đồng chí Tổng Bí thư sẽ còn mãi và trở thành tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh học tập noi theo. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, bản thân tôi và gia đình vô cùng xúc động, rất buồn và tiếc thương vô hạn. Người lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn luôn gần dân, sát dân, tôn trọng dân với tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bác ra đi cả một niềm tiếc thương vô hạn đối với bản thân chúng tôi là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư lãnh đạo tận tình là vì dân vì nước, phục vụ cho các dân tộc Việt Nam chúng ta mỗi ngày một phát triển. Hôm nay là tôi gác lại công việc của gia đình, tôi ngồi xem cái lễ tang. Tôi là một người là dân, tôi thấy ở xa, nếu tôi gần tôi cũng cố gắng đến nơi để thăm viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong hai ngày quốc tang 25 tháng 7 và 26 tháng 7, các cơ quan, công sở, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Bên cạnh đó, các màn hình LED cỡ lớn đặt tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cũng đã cập nhật hình ảnh tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.